Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phát công điện khẩn đề nghị chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trên toàn quốc chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm sau khi Bộ Y tế ghi nhận một trường hợp nhiễm cúm gia cầm chủng AH5 tại Phú Thọ. Đây là trường hợp cúm da cầm chủng AH5 được phát hiện sau 8 năm Việt Nam không có trường hợp tử vong hoặc nhiễm cúm AH5. Cũng theo Bộ Y tế, từ năm 2003 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận có 128 người nhiễm virus cúm da cầm chủng AH5, trong đó 64 người tử vong. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương có ổ dịch cúm da cầm chưa qua 21 ngày hoặc địa phương phát hiện da cầm có kết quả dương tính với virus cúm da cầm chủng AH5. Da cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh do các chủng virus AH5 cần xử lý tiêu quỷ da cầm, công bố dịch và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tổ chức điều tra xác định nguyên nhân, nguồn lây nhiễm để xử lý kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.